Xin chào mọi người, chúng ta lại gặp nhau ở video tập cho vùng eo thon gọn nữa rồi. Bài tập này vô cùng đơn giản, ai cũng có thể tập được mà lại rất hiệu quả nữa. Trước khi vào bài tập thì mình có một thông báo nhỏ, đó là từ giờ mình sẽ có lịch ra video cố định vào 16 giờ thứ 3 và thứ 7 hàng tuần. Mọi người hãy đón xem nhé. Còn bây giờ chúng ta cùng bắt đầu bài tập ngay thôi nào. Làm nóng eo bằng cách xoay sang hai bên đơn giản như thế này. Xoay sang trái, xoay sang phải. Đặt hai tay sau tai, nâng chân trái lên, kết hợp vặn người sang để khuỷu tay phải gần chạm vào chân trái. Chạm vào được thì càng tốt nha. Hạ chân xuống và liên tục đổi bên, siết cơ bụng lại và đừng thả lỏng nhé. Vẫn đặt hai tay sau tai, giữ chân trái thẳng và nâng lên vuông góc, kết hợp đưa tay phải chạm vào mũi bàn chân bên trái. Nếu như bạn cảm thấy quá khó để vừa nâng chân mà lại vừa giữ thẳng đầu gối thì hãy trùng khuỷu gối lại một chút cũng được. Hạ chân xuống và chúng ta làm tương tự với bên phải. Mở hai chân rộng hơn vai, trùng đầu gối xuống, hai tay để trước ngực, nghiêng người sang trái kết hợp với đưa tay phải qua đầu áp sát vào tai. Tay trái duỗi ra và đưa xuống dưới, sau đó quay trở lại tư thế chuẩn bị và làm tương tự với bên còn lại. Chúng ta hãy chú ý làm sao để giữ nguyên thân dưới, chỉ sử dụng phần eo để nghiêng sang hai bên chứ đừng đổ người về phía trước quá nhiều nhé. Mình nghiêng sang để tập vào vùng eo. This is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out. Die with my own doubts. Be free with me. Động tác tiếp theo, đặt hai tay sau tai, đưa chân trái sang ngang vuông góc kết hợp với nghiêng người sang, chạm khuỷu tay vào gối trái để gập vùng eo bên trái lại. Khi đưa chân lên chúng ta thở ra, khi xuống hít vào. Not looking back, eyes on the freeway, Bonnie and Clyde. A classic cliche, we're on the run. This is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss.
cùng đổi sang bên phải thế nào. Hãy nhớ là đưa chân sang ngang để gập eo lại nhé. Mở rộng bằng vai, nắm hai tay lại và đưa lên cao trên đầu. Nghiêng người sang bên trái và bạn sẽ cảm thấy căng ra ở vùng eo còn lại. Nhớ hít thở đều nhá. Khi xuống thở ra, khi lên hít vào. Cause I wanna be close to you. And I wanna show you something new. You gotta know. Every day I got your back, yeah, you can count on me for that. So put your hand in mine, I will be there every day. When you're sick of the climb, I will make sure it's okay. I didn't ask for any of this, but we reach for the sky. Cause we're flying colors now. Mình cũng nghiêng người sang phải thế nào. Gonna try to keep the pace, but someday we will find that the world has changed, but we stay true to each other. I will always be there for you whenever you need my help. I'm taking my time to be your rock. I don't ever wanna be apart. You gotta know. Every day I got your back, yeah, you can count on me for that. So put your hand in. Mở hai chân rộng hơn vai, trùng gối, hai tay để trước ngực, nghiêng người sang trái, đồng thời đưa tay trái duỗi thẳng xuống, trở về tư thế ban đầu và làm tương tự với bên phải. Hãy chú ý là nghiêng phần eo sang hai bên chứ đừng ngả người về phía trước nhé mọi người ơi. Và bây giờ khi mà chúng ta đã quen hơn rồi thì mình sẽ làm nhanh hơn nhé. Sang trái, sang phải, sang trái, sang phải. And I'm gonna show you something new. You gotta know. Every day I got your back. Yeah, you can come. Mình quỳ gối phải xuống sàn, chân trái duỗi thẳng sang phía ngang, hai tay nắm lại với nhau và đưa lên cao. Bây giờ chúng ta cùng thở ra và nghiêng người thật sâu sang phía bên chân đang duỗi, nghiêng hết mức có thể nhá. Hít vào, trở về tư thế ban đầu, lặp lại động tác trong vòng 50 giây.
nghỉ 10 giây và chúng ta làm tương tự với bên còn lại nào. Nhắc rất nhiều rồi nhưng mà mình vẫn phải nhắc lại, đó là chúng ta sẽ nghiêng người và gập vùng eo lại chứ đừng cố ngả người ra phía trước nhé các bạn. Put your body on the kitchen table and move the dishes to the side. Girl, you always tend to drive me crazy, looking at me with those eyes. Put some music on, turn the lights down low, throw the pillows off the bed, blow the candles out. Mình sẽ nằm xuống, hai tay để sau tai, gồng cổ và nâng lên cao. Chúng ta hãy cố định phần cổ lại để không bị mỏi cổ nha. Qua chân trái lại, kết hợp vặn người sang, chạm khuỷu tay vào gối trái. Khi lên thì chúng ta sẽ nâng người để chạm tay vào phần chân, chứ các bạn nếu như mà chỉ chạm tay thôi thì là không đúng nhá. Quan trọng là chúng ta làm sao để mà sử dụng phần cơ bụng và cơ liên sườn để tập nhá. Ý là lúc lên thì mình nâng người lên cao chứ không phải là cố đưa tay chạm vào chân đâu nha. Nâng người lên để gập vùng eo lại nhá. If you got something on your mind, I'ma try to help you let it go. You got something on your mind, I'ma try to help you let it go. Giống với động tác vừa rồi, mình ngồi dậy hơi ngả người về phía sau một chút, nhưng mà lưng nhất định phải giữ thẳng nha. Tay trái đặt xuống sàn, tay phải để sau tai, co chân trái lại kết hợp với vặn người sang và chạm khuỷu tay phải vào gối trái. Rất dễ đúng không nào? Nhưng tập thêm khoảng 15 đến 20 giây nữa thôi là các bạn sẽ cảm thấy rất là đau và mỏi vùng cơ lên sườn, chính là vùng eo đó. Đau nhưng mà cực kỳ là hiệu quả nhá. Nên là hãy kiên trì tập cùng mình nhá. Đừng bỏ cuộc ở động tác gần cuối này. Underneath rays of gold, your body, you're so close. No, I can't forget, no. When I saw you on the dance floor, oh, I saw you who saw me first. I guess it's history now and I shouldn't care, but it still hurts. Chúng mình làm tương tự với bên còn lại nào. Hãy nhớ là ngả người về phía sau nhưng mà lưng vẫn giữ thẳng nhé. Không được cong lưng. To know your name, girl, you should wear a name tag. That's the only way that I get your name. Girl, you should wear a name tag. It's too important to be your name. People go insane when you walk by. Girl, you should wear a name tag. Give up, I'm out of luck. Been looking everywhere.
Đây là động tác cuối cùng. Giữ thẳng lưng và ngả người về phía sau, chân mình hơi co lại một chút. Nắm hai tay lại và vặn người sang hai bên. Mọi người hãy sử dụng phần eo để vặn sang hai bên, chứ không chỉ đơn giản là đưa tay sang hai bên không thôi nhé. Nếu như mà chỉ đưa tay sang hai bên mà không vặn phần eo á, thì chẳng có tác dụng gì cả. Mình ngả người ra sau một chút nữa nào. Chỉ còn 20 giây nữa thôi là kết thúc bài tập rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và tập của mình đến hết bài tập. Đừng quên lịch ra video mới của mình là 16 giờ chiều thứ 3 và thứ 7 hàng tuần nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người ở những video bài tập tiếp theo. Bye bye.